Minh Tí Hon, 20:45 thứ hai hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Con chạy từ năm bao nhiêu tuổi nè? Nha, 3 tuổi. 3 tuổi hả? Đã chạy 10 cây. 10 cây? Cho chú Jin hỏi nha, trong tất cả các cái huy chương này của con nè, thì cái huy chương nào là cái mà khiến con phải bỏ nhiều sức nhất và khó khăn nhất để đạt được? Nha, cái Đà Lạt. Cái Đà Lạt. Đà Lạt. Đà Lạt là cái nào vậy con? Cái này. Nó là một cái 25 cây là cái giải mà nhiều nhất của con. Đường dài nhất con dài. Quá giỏi. Giỏi quá à. Mà lúc con chạy 25 cây là lúc đó con đang bao nhiêu tuổi? Dạ 6 tuổi. 6 tuổi. Bây giờ con bao nhiêu tuổi? Dạ con 7. Mới năm ngoái đó. Mới năm ngoái đó. Dữ vậy trời. Cho chú Jin hỏi nha, là con có dự định là mình sẽ chinh phục ở cái km nào tiếp theo nữa không? Mẹ con đừng cho con lên 35. Mẹ đừng cho. Chú là một cái người mà còn có thể nói là rất là mát tay, sẽ giúp cho con có thể thêm nhiều huân chương trong cái tường của con thiệt là bự nữa. Cô nàng nghĩ như thế này, chặng đường con đi á, nó không phải là kết quả con được giải gì, mà là con có sung sướng, con có hạnh phúc. Đúng với rồi. Người đồng hành quá, hay không? Quá trình đó chú có thể đồng hành chung với con. Cô mèo tại vì cái tường chúng ta phải dài hơn và bự hơn nữa. Bé Trang là một nhân vật rất là mình muốn là về đội của mình á, tại vì bé Trang rất là giỏi mà. Trang ơi, cô có một món quà muốn tặng con có thể nhìn về phía cô không? Kìa, bắt đầu rồi đó. Cô có thể một món quà muốn tặng con nha. Em phun lửa hả? Mốt chưa? Chưa chị ơi, hả? Chưa cháy chị ơi, từ từ nha. Giữ chưa chị? Từ từ nha con, từ từ nó sẽ cháy thôi. Ủa khoan, nó đang thùi lùi luôn rồi kìa. Bằng cả niềm tin và khí thế thấy không? Con thấy không? Cảm 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 cảm. Đây, 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 đây. Đây, và cô muốn tặng cho con. Hy vọng là con sẽ về đội của cô và chú Jin. Đây nè con, đây nè. Đây nè. Đây nè ơi. Ủa sao hả? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Rồi, cô tháo nó bảo hiểm cho con nha. Đây, đây, giữ dạ, em đây, anh giữ xe. Ok rồi. Rồi. Rồi, xe của bạn nó là giữ rồi à. Xin hai. À, một kèm bóng tay. Giỏi dữ vậy. Trời ơi. Chùa con. Wow. Giỏi dữ vậy ta. Rồi, bây giờ mình lấy cái bự hơn nè. Lấy cái bự hơn, cái màu xanh thử coi. Wow. Con còn nâng cái gì được nữa không? Nâng cái đạo luôn không? Ok, lấy cái đạo. Lấy luôn, lấy luôn, lấy luôn. Rồi, lấy qua nha. Lấy qua rồi. Cầm. À, đi xe đạp, đi xe đạp, đi xe đạp. Đi luôn. 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 Đi luôn.
Minh à, Minh Hàn ơi, con à, đừng có về nhà con ơi. Thôi, đừng về nhà con ơi. Minh Hàn ơi. Chào mừng ba đội chơi đã đến với nhà thi đấu của Chiến binh Tí Hon. Trước khi đến với thử thách đầu tiên, có một điều rất tiếc là đội trưởng Harry Won bận lịch trình đột xuất phải bay sang Hàn Quốc nên không thể đồng hành cùng các bé trong tập 2. Và khách mời Lâm Vĩ Dạ sẽ là người đồng hành cùng đội trưởng Khả Như trong đội Mèo Ngầu. Chúc cho đội trưởng Lâm Vĩ Dạ sẽ có những trải nghiệm thật vui tại Chiến binh Tí Hon và mong đội trưởng Harry Won sẽ sớm quay lại nhé. Còn bây giờ thì hãy sẵn sàng để đến với thử thách đầu tiên thôi nào. Khi nhắc đến tên, tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều yêu mến. Hãy cùng chào đón danh thủ Hồng Sơn. Hàng rào. Anh Sơn cho em hỏi được không anh Sơn? Có bao giờ mà nằm ở đây là bị vô mặt chưa anh? Có. Không, nãy giờ hàng trên tụi tôi nhảy lên cái anh xúc phạt xà cái là vô mặt thôi. Trời ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi tôi nghĩ là phước nên hợp vị trí đó hơn. Em nghĩ là có thể mình không cần cái vị trí này đâu. Chuẩn bị chưa? Dạ, rồi chuẩn bị kìa. Anh ơi, anh Thuận chứng nào vậy anh? Hai chân. Anh Thuận hai chân. Em là nhỏ nhất ở dưới này. Chó nè. Từ từ anh ơi. Cậu Phước là phiền. Khoan từ từ anh. Anh cứ đá lên đừng có thổi em bị hết hồn. Đây. Hàng rào chơi bằng tay là penalty và Buka sẽ là người thủ môn. Bu cái mặt à bu. Chết. Trở lên. Đúng rồi.
tập trung. Nguy hiểm. À, đội màu vàng được hưởng một quả phạt góc ạ. Chúng tôi thấy cầu thủ bé Kem không quan tâm gì đến trận đấu cho lắm. Có quan tâm mà banh chưa tới chân. Đã có tình huống va chạm xảy ra, không biết là có bị gì không. Trọng tài đang kiểm tra. Xin mời đội y tế vào sân ạ. Và đã có một thẻ vàng dành cho cầu thủ của đội áo vàng. Chưa tới. Vâng, trong khi trận đấu này rất là căng thẳng, bé Kem vẫn không quan tâm gì đến thế sự xung quanh mình. Bé Kem bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bé Kem bất biến giữa dòng đời vạn biến. Kem ơi, con có thi đấu không? Thì tôi thấy là đội mình 4 người đá đúng không ạ? Nhưng tại sao chỉ có 2 cầu thủ ở trên là đá, còn 2 cầu thủ đứng dưới làm gì ạ? Tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bình luận viên, đó là 2 cầu thủ đứng phía sau là để cho đầy đội hình. Ủa, chứ không có tham gia trận đấu. Chiến binh Tí Hon, 20:45 thứ hai hàng tuần, xem sớm nhất trên sự ứng dụng giải trí Beyond.